Chồng em chỉ là vào đây để hoàn thiện bản thân mình, để mang cái phước tốt về cho con mình, chứ không mang cái nghiệp về cho con mình nữa. Thế nên rằng là trong em là lúc đấy em cũng chỉ coi Phong là một người đồng hành cùng em thôi. Và em có nhắn tin cho chồng em là chúng ta hãy đồng hành cùng nhau hiện hữu ở Zoom 5 giờ sáng và 8 giờ tối của cô anh. Để chúng ta chữa lành cho con, và hãy chữa từ cái gốc chứ không chữa từ ngọn được. Và em có chia sẻ cho chồng em như thế, nhưng và em cũng có nhắn tin luôn là không bao giờ em có ý định quay lại. Tại vì những tổn thương trong em là em sẽ không bao giờ em có thể là em lành được. Thế nhưng... sao bây giờ quay lại? Anh sẽ xử lý tình huống để coi thử là anh chị có nên quay lại hay không, bởi vì quay lại mà làm khổ nhau thì không nên quay nữa, đúng không ạ? Còn mà nó đã xử lý được năng lượng đâu đó thì anh chị nên quay lại. Xin mời hai vợ chồng bật mic của mình lên, vợ bật mic của mình lên. Dạ em chào thầy, thì em có học khai ngày lớp chia sẻ của thầy ở Hà Nội. Thì sau khi mà học xong cái khóa đấy thì em đã thấy rằng là có những chuyện là quá khứ là em cũng sai từ chính bản thân mình ạ. Thế là em đã làm thêm một cái số học cho anh Phong. Và sau khi em làm cái số học đấy thì em cũng chỉ cho những cái khuyết và cái ưu của anh ấy, và có nhờ chị Hạnh đến văn phòng chỗ chị Hạnh để chị ấy đọc bài cho anh Phong. Và sau khi đọc bài và em có bảo anh ấy là hãy đọc kỹ cái bài của mình để hiểu biết thêm về bản thân mình. Anh Phong, thứ nhất là anh may mắn vì vợ anh nội tâm số 9, anh Phong nhé. 9 thì có tính nữ sẵn rồi đó. Cho dù cô ấy có khó tính cỡ nào đi chăng nữa thì ở bên trong cô ấy cũng là một người vợ đấy. Anh thật may mắn vì điều này, đúng nào? Nhưng mà ba của anh ấy thì nó là được gọi là nó không ổn định về mặt cảm xúc liên quan tới cái nội lực ấy. Khi mà nội lực mình thấp thì mình sẽ bị vướng vào cái thứ bên ngoài. Cái sự thật là anh chị đang đưa về cái gọi chung là đã hướng về nhau rồi, ít nhất là anh chị đã hướng về nhau. Hôm nay anh chị mới cùng xuất hiện trong một khung dung được, được nào? Nhưng ở đâu đó thì tôi nghĩ rằng là anh cần có một cái thời gian thử thách một vài ít nhất là một chu kỳ trọn vẹn anh nhá. Rồi khi đó Dạ thì có thể ở trong lớp mối quan hệ mặt trời tôi sẽ chỉ dẫn cho hai vợ chồng gỡ cái nút thắt để hai vợ chồng về với nhau, mà cái việc lặp lại của anh về cái việc cờ bạc nó không còn nữa. Đâu đó thì tôi nhìn thấy rằng anh đang trên cái bước chân của cái quá trình thay đổi này rồi. Anh hãy một chu kỳ thôi, thì sau đó thì anh ở trong lớp mối quan hệ mặt trời thì tôi sẽ gửi cái chìa khóa cho hai vợ chồng nhé, được không? dạ vâng rồi dạ vâng Dạ Còn vâng, em cảm ơn thầy ạ. hôm qua thì anh ấy không hiểu sao lại có mặt ở lớp một mình, tôi được nhận tin là vợ cho em đi học. Không biết hôm nay vợ có tới đây không nữa. Có đây không ạ? Ở đây rồi, cô vợ đã xuất hiện ngày hôm nay ở đây cùng với anh ngày đầu tiên anh phát biểu rồi. Hãy dành cho anh ấy một tràng vỗ tay. Được không anh chị? Hằng có muốn nói điều gì không? Xin mời Hằng. 3 năm và quay trở lại 15 ngày. Sau 15 ngày là quay trở lại. Dạ, em xin chào hai các bác. Và ông bà cùng với lại thầy cô cùng với tất cả các anh chị em ngồi ở khán phòng này. Dạ, lời đầu tiên thật sự là em rất biết ơn số học mặt trời, biết ơn thầy và biết ơn cô. Sau 3 năm bọn em ly hôn thì sau 10 năm ngày là bọn em đã kết nối với nhau và vợ chồng em đã quay lại về ở cùng nhau ạ. Rồi, hãy dành cho họ trước một tràng vỗ tay đã. Rồi, rất là dễ thương luôn. Chị cứ phát biểu tiếp ạ. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn cả nhà đã cộng hưởng ạ. Vâng. Trước tiên là em xin cảm ơn số học mặt trời. Cảm ơn, biết ơn, rất biết ơn thầy, cô đã em được học hết lớp 2 ngày ở Hà Nội.
Thì thời điểm đấy là có một mình em vâng. cùng với lại con gái em và các chị em trong gia đình ạ. Yes. Em được gieo duyên qua bạn Vũ Giang. Vâng. Thật sự em chia sẻ ở đây lúc đầu là em đến với Số Học Mặt Trời là em cũng không đến. Mà là con em bắt đầu năm nay vào lớp 10 thì em có muốn trưng trắc vân tay cho con. Yes. Để muốn định hướng tương lai cho nó cho con ạ. Thì bạn Vũ Giang sau khi làm trưng trắc xong thì bạn ấy đã bảo là chị nên làm Số Học Mặt Trời để biết tâm. Được là con đang ở điểm mạnh, điểm yếu và các con số này là nó chỉ số cả cuộc đời của con. Còn trưng trắc vân tay nó chỉ là hướng định hướng chung chung thôi. Vâng. Thì em bảo là đầu tiên em có bảo hết nhiều tiền không? Thì bạn ấy bảo là chị cứ mời cả gia đình thì em sẽ lấy 1 triệu một bộ. Và em mời được tất cả chị em trong gia đình làm. Và em làm 1 triệu một bộ sau khi làm cho ba mẹ con lấy xong. 1 triệu một bộ là bạn bị phạt đấy. Không, nhà em làm tổng 10 mấy bộ cơ. À 10 mấy. Vâng ạ. Rồi ok. Rồi. Và sau khi em làm xong thì bạn ấy bảo đọc bài số học cho em và cho con. Vâng. Thì bạn bảo em là chị lên, em bảo là nội tâm của con em nó đang bị sau khi vợ chồng em chia tay á thì yes. bạn ấy là bị tâm lý rất là giống như bị tổn thương nặng ở bên trong. Yeah. Và em bảo Giang là thế có cách nào chữa được cho con không? Tại vì là em rất muốn chữa cho con mình và em mong muốn rằng là đưa con em đi khám thì con em không đồng ý. Yeah. Sau khi vợ chồng em chia tay thì thật sự là bạn ấy bị trầm cảm ạ. Và bạn Giang bảo là nếu như chị muốn chữa thì phải chữa từ gốc. Chị yes. không chữa được từ ngọn, từ con đâu. Thì hãy chị hãy làm số học cho anh đi. Thì lúc đấy, lúc đầu em thật sự vân vân là em không làm. Sau đó là em có làm. Em lấy số học của bạn ấy làm cho em là 1,5 triệu. Vâng. Và bạn ấy bảo đây là em đang hỗ trợ chị thì đúng là 1,7 triệu một bộ làm lẻ như thế. Vâng. Thế là bạn ấy làm cho em xong thì bạn ấy đọc. Mời chồng em lên văn phòng số học và chị Hạnh có đọc bài vâng. cho cả hai vợ chồng và cho các con em. Yes. Thì sau đó là Giang có bảo là chị ơi, đưa anh vào cộng đồng đi. Thì em có nhắn tin cho chồng em đến văn phòng số học mặt trời học xong thì em bảo là cứ vào cộng đồng học đi. Cứ vào 5 giờ sáng. Thì sau khi mà 1 tuần em thấy là em cứ nhìn qua gõ trên thì đã có Đình Phong ở trong đó. Em không nhìn thấy hình ảnh của anh ấy nhưng mà em vẫn nhìn thấy, có nghĩa anh ấy đang theo dõi. Vậy. Giang có bảo với em, Vũ Giang á, có nhắn cho em bảo là chắc chắn anh chị sẽ kết nối lại với nhau và có quay trở lại với nhau. Thì em có vẫn trả lời Giang là không, không bao giờ chị tha thứ. Và chị cũng rất tổn thương là chị chỉ muốn anh quay vào để sửa chính mình cho con chị, mang cái phước phần và cho con chị. Yeah. Và chị không muốn rằng là anh ấy đi sai lầm lạc bước nữa. Yeah. Thì em vẫn trả lời Giang là không bao giờ chị có ý định quay lại. Nhưng sau 15 ngày thì bọn em có nhắn tin cho nhau là em chỉ có định hướng rằng là học để chữa lành cho bản thân mình, biết về ngôi xà số 1 của mình, hiểu thấu về bản thân mình hơn và chữa lành cho con. Nhưng sau đó khi mà càng học thì em mới thấy rằng là em sai hoàn toàn ạ. Và em đang thủng rất nhiều lỗ thủng mà trong chính bản thân mình và trong các ngôi nhà của mình. Và em hiểu được là muốn chữa lành cho con thì phải chữa từ gốc. Và lúc đó em kết nối lại với chồng em sau khi vào các Zoom buổi sáng thì em cũng vào đều đặn và em nhìn thấy là gõ lên là chồng em cũng vào đều. Và được ngày hôm đầu tiên thầy gọi lên để chia sẻ thì em cũng bảo rằng là không có ý định quay lại. Nhưng sau 15 ngày thì em thấy rằng là sự thay đổi của chồng em và cũng thay đổi từ chính bản thân em nhận diện ra điều đó qua những bài học mà thầy giảng. Thì vợ chồng em đã kết nối lại với nhau và bắt đầu ngày 8 tháng 9 là chồng em về ở với ba mẹ con ạ. Vâng. Và em cũng chia sẻ tiếp với cộng đồng là ngày hôm mà em biết là cái tổ chức ở Đà Nẵng này. Vâng. Thì trong tâm thức của em là em rất muốn đi học. Yes. Và em chỉ đặt mục tiêu là em đi học thôi, chồng em ở nhà. Nhưng mà sau đó em hỏi chồng em là em nghĩ rằng là em đã được học 2 buổi ở Hà Nội rồi. Yes. Thì em có hỏi chồng em là có muốn đi học không? Chồng em bảo có. Thế em bảo vậy thì em tặng cho chồng em đi Đà Nẵng để học hỏi, để hiểu thấu 5 ngôi nhà của mình và hoàn thiện tốt hơn. Yes. Sau khi trưa hôm qua em đi làm về thì chồng em có gọi video. Và trong đó có vợ chồng anh chị lớn là chị Hương và anh Khuyến có đi cùng ạ. Thì gọi video buổi trưa cho em bảo là thôi Hằng ơi vào đi. Thì thật sự em bảo là ui tiếc tiền lắm. Bây giờ vào đặt vé máy bay gấp vậy mất nhiều tiền.
Thế em cũng chần chừ và sau đó là em nói như thế thôi, nhưng trong lòng thật sự em muốn đi rồi. Và em quyết định em đặt vé với giá vé là gần 3 triệu Vâng. bay vào đây. Và em bay vào đây lúc 8 giờ tối qua. Vâng. Sau khi 8 giờ tối qua em bay đến thì em đi taxi đến tận văn phòng, khán phòng đấy luôn. Vâng. Em có học thêm được 2 tiếng ở cùng với mọi người, chồng em và tất cả mọi người ở đây. Thì rất cảm ơn Sớ Hồng Mặt Trời, rất biết ơn thầy cô vì vợ chồng em là không nghĩ rằng là em cũng thay đổi và chồng em cũng thay đổi để chúng em có một cuộc sống tốt hơn và con em có một gia đình hạnh phúc hơn ạ. Yes. Dạ. Hãy dành một tràng vỗ tay lớn hơn nữa cho cặp vợ chồng này đi ạ. Biết ơn chia sẻ của Hằng. Dạ. Bây giờ tôi thấy có một thay đổi rất lớn. Đố anh chị nào theo dõi cặp đôi này từ đầu biết. Cô ấy nói bình thường cô ấy bảo là Phong, Phong, Phong đúng không? Còn bây giờ ngôn từ là gì? Chồng em. Anh chị có nghe không? Tính nữ về chưa ạ? Rồi. Bình thường chia sẻ trước đấy trong chung toàn là Phong, Phong thôi à? Mà tôi vẫn quan sát tới khi nào cô ấy mới gọi được từ chồng. Vì vì cô ấy vẫn đang xem anh ấy là một người bạn hay là một cái gì đấy thì mới gọi tên thôi. Dạ đúng rồi, em chỉ xem chồng em thời điểm đấy là chồng em chỉ là vào đây để hoàn thiện bản thân mình để mang cái phước tốt về cho con mình chứ Yes. không mang cái nghiệp về cho con mình nữa. Yes. Thế nên rằng là trong em là lúc đấy em cũng chỉ coi Phong là một người đồng hành cùng em thôi. Right. Và em có nhắn tin cho chồng em là chúng ta hãy đồng hành cùng nhau hiện hữu ở Zoom 5 giờ sáng và 8 giờ tối của cô anh Vâng. để chúng ta chữa lành cho con và hãy chữa từ cái gốc chứ không chữa từ ngọn được. Vâng. Và em có chia sẻ cho chồng em như thế nhưng và em cũng có nhắn tin luôn là không bao giờ em có ý định quay lại. Vâng. Tại vì những tổn thương trong em là em sẽ không bao giờ em có thể là em lành được. Vâng, thế Nhưng sao bây giờ quay lại? em được học cái lớp của cô thì tất cả những cái mà em thấy rằng là những cái nhân đấy nó là từ bên gia đình nhà em. Vâng. Và chồng em hiện hữu giống bố em đến 99%. Yes. Bố đẻ em cũng thắc mắc là tại sao mẹ em lại vợ chồng em chia tay rồi mà mẹ em cứ mời đến ăn cơm. Yeah. Cứ gọi đến ăn cơm và có một cái việc gì là cũng cứ gọi đến chồng em. Vâng. Và em thật sự là em rất cáu với mẹ luôn vì không hiểu vì sao chia tay rồi mà cứ gọi con rể đến, con rể là con rể cũ đến ăn cơm. Bây giờ là mới chưa? Hay là bây giờ vẫn cũ? Dạ bây giờ là mới rồi ạ. Mới trên cũ đúng không ạ? Vâng ạ. Rồi Thế ok, dành sao? cho thêm một tràng vỗ tay nữa. Rất rất đáng yêu luôn. Dạ thế là Rồi. em cũng mắng mẹ em và em có giận mẹ em thật sự. Yes. Và sau đó là bây giờ đến khi em học ra và những bài giảng của thầy cô ấy là em đều ghi sách và em mỗi lần em mới thấy chiêm nghiệm lại những cái bài học của cô thì đếm là đó là những tất cả những cái nhân từ gia đình nhà mình. Yes. Và em thấy rằng là Phong rất giống bố em. Thế nên vì sao mà mẹ em lại quý chồng em như vậy? Yes. Và luôn luôn dành tình cảm đặc biệt cho chồng em vì là chồng em là hiện hữu của bố em. Thế nên là bà rất dành tình cảm cho chồng em như thế. Yes. Thế nên khi học rồi thì em mới hiểu ra mọi vấn đề. Và em hiểu càng hiểu bao nhiêu thì em tha thứ cho Phong và em giải phóng tất cả những cái mà vợ chồng đã khúc mắc với nhau. Những nỗi lầm mà luôn luôn nghĩ rằng đấy là do lỗi của anh ấy chứ không phải do mình. Yes. Và tất cả mọi cái là em nghĩ rằng là không có anh ấy thì mình vẫn làm được. À. Và em vẫn làm được nhưng mà em lúc nào cũng trong tình trạng cô đơn. Và luôn luôn tất cả mọi cái gồng hết về mình. Yes. Nhưng đến bây giờ thì sau khi mà vợ chồng em được học và gần như bọn em đã giải phóng được hết những năng lượng đấy thì về nhà từ khi vợ chồng quay lại với nhau thì luôn luôn đi đâu cũng có nhau. Vâng. Và luôn luôn chồng em luôn luôn đã từ trước giờ chồng em đã một người rất quan tâm vợ rồi. Yes. Nhưng đến bây giờ thì lại càng quan tâm hơn ạ. Vâng. Thật sự là em hạnh phúc thật sự khi mà được quay lại với chồng em ạ. Yes. Tuyệt vời. Chúc mừng hai vợ chồng và Dạ, chúng rất biết ta. ơn thầy cô, biết ơn cộng đồng cộng hưởng và biết ơn Số Học Mặt Trời. Yes. Và gửi lời sâu sắc tri ân đến bạn Vũ Giang là người gieo duyên cho em để biết đến Số Học Mặt Trời ạ. Vâng. Rồi, anh chồng muốn tổng kết gì nữa không? Những gì mà đã qua và đã nói rồi thì em cũng không nói lại nữa. Yes. Nhưng mà em cũng chỉ muốn gửi thông điệp tới tất cả mọi người ở trong khán phòng cũng như là trên mạng xã hội
Facebook, Zalo rồi tất cả mọi thứ. Em bản thân em năm nay là em sinh năm 83. Với em thì em là một con ngựa bất kham. Tức là chưa một ai, từ mẹ em đến vợ em đến con em, chưa một ai thay đổi được bản tính của em. Em thì là có một cái bản tính là tự cao tự đại và coi trời bằng vung. Đấy, cái đấy thì gia đình đằng vợ nhà em là rõ nhất. Vì em tốt nghiệp Học viện Bưu chính Viễn thông năm 2004, xong em đã kiếm tiền từ năm 2004, mà năm 2004 em làm điện thoại di động, một ngày em đã kiếm 2 triệu rồi. Thế nên em cảm giác như là mình là một cái gì đấy nó siêu đẳng lắm. Đấy, là lúc đấy tuổi trẻ bồng bột và nó siêu đẳng lắm, và em nghĩ rằng ngày hôm nay mình kiếm được ra tiền thì mình cứ tiêu hết sạch đi. Xong rồi ngày mai mình lại kiếm ra, và cứ như thế như thế. Và đến khi là không ai thay đổi được bản thân em, mà thậm chí có khi em mất cả gia đình rồi em vẫn không thay đổi được bản thân. Đấy là em khẳng định rằng em là một con ngựa bất kham như vậy. Và đến khi là em được học cái lớp của thầy qua Zoom ấy, và đến chính xác là đến ngày hôm nay cách đây 1 tiếng, thì em mới toàn tâm toàn ý 100% tin tưởng tuyệt đối vào số học mặt trời. Chứ còn trước đây là em vẫn bán tín bán nghi, và bản thân em là con người rất là đa nghi. Với lại như thế, và hơn nữa là em cũng cảm thấy rằng đàn ông thì chắc là phải ngoài 40 mới trưởng thành thôi, chứ còn dưới 40 thì vẫn còn trẻ con lắm. Em cũng chia sẻ thêm một chút nữa, tức là em cái lỗ thủng của em có 26 lỗ thì như thầy chia sẻ và thầy hướng dẫn ấy, thì em mới thủng có 25 lỗ thôi. Vâng, thì chứ cũng chưa đến 26 lỗ đâu. Nhưng mà sau khi biết đến thầy và cô ấy thì là em đã gần như là ngôi nhà số 1, ngôi nhà số 2 và ngôi nhà số 3, ngôi nhà số 4, ngôi nhà số 5. Với đặc biệt là với mẹ của em làm bà khổ khoảng cỡ 40 năm, chứ chưa đến 41 năm, là em làm bà khổ và bà tổn thương rất nhiều. Em đã khiêm hạ và em thực sự là em đã rất yêu thương mẹ. Và nói đến mẹ thì là hầu như là em sẽ rơi nước mắt, bởi vì từ trước tới giờ với em, mẹ em thì em toàn cáu gắt thôi. Cho nên bảo làm sao Trúc Linh luôn luôn lạnh lùng với bố, đấy là cái nhân của em gieo ra. Cái vấn đề thứ hai nữa là với em trai của em ấy, thì là trước giờ em không quan tâm và gần như là phó mặc cho cậu ấy, thì cũng giống như con gái em bây giờ, mặc dù rất yêu thương anh Thư đấy là em của mình, nhưng mà lại từ lời nói cho đến hành động ấy thì luôn luôn là chèn ép em và cảm giác như là khó chịu. Đấy, thì cái vấn đề mà em đến bây giờ em lĩnh hội được ấy, là em mới cách đây 1 tiếng là em hoàn toàn và em tin tưởng và em tuyệt đối tới so mặt trời, còn trước đây em vẫn bán tín bán nghi. Còn cái vấn đề của vợ chồng em thì còn một chút khúc mắc là em còn vướng cô lớn ấy, tức là bạn ấy năm nay lớp 10 rồi, thì trong cái Bạn tâm ấy tư nội tâm số 9 phải không? dạ vâng ạ nhưng mà bạn ấy là khi mà em động vào bạn ấy thì lúc nào bạn ấy cũng cảm giác như kiểu hất hủi lạnh lùng. Thế nhưng mà sau đấy thì bạn ấy lại, nếu như không có mặt mẹ ấy, thì bạn ấy lại rất muốn bố cõng, bố âu yếm các kiểu như như vậy. Thế nhưng mà là trong cái khi có mẹ ấy, thì là bạn ấy lại luôn luôn lảng tránh, và mỗi khi mẹ quan tâm đến bố thì bạn ấy cảm giác như kiểu là bị khó chịu, và như kiểu là mẹ dành yêu thương cho bố như thế là không hợp lý, bởi vì sợ rằng bố sẽ lại lừa mẹ hoặc là làm mẹ tổn thương thêm một lần nữa. Thế là bạn ấy mỗi lần mà mẹ có như thế nào với bố thì bạn ấy sẽ xù lông lên, bạn ấy bảo vệ mẹ. Vâng. Thế anh tính làm gì trong tình huống này? Em thì trong tình huống này thì em vẫn chỉ có cái cốt lõi của em là khiêm hạ. Khiêm hạ, và em đã thấu hiểu được rằng trước đây em vẫn nghĩ rằng là do con mình đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng nói là tại lọ tại kia. Nhưng đến khi mà chính thức là đến ngày hôm nay em đến đây em hiện hữu và em được nghe thầy trực tiếp ấy, thì em mới cảm thấy rằng là tất cả là hạt giống đều do em gieo lên, và em là người chịu trách nhiệm hoàn toàn, và em sẽ không còn sân si, không còn trách con, không còn giận con, mặc dù trong lòng em rất là thương con, thì em không làm được điều đấy, bởi vì là em là con người của gia đình, em rất yêu thương vợ con em, nhưng mà lời nói em nói ra thì nó sẽ rất là khó chịu, nhưng đằng sau thì tất cả mọi thứ em đều âm thầm và em đều yêu thương vợ con em rất thật lòng. Em không làm được tất cả mọi cái là em đều làm ngược lại với những gì em nói với con. Ví dụ như em nói với con
em khó chịu thế nọ kia, nhưng đằng sau đấy về thì từ cái quần cái áo của con, mặc dù con bây giờ rất lớn rồi nhưng vẫn muốn giặt tay cho con, ủi cho con bộ quần áo rất là phẳng. Trời mưa là không muốn con bị ướt, à, con đau đớn ở chỗ nào thì em rất là xót, nhưng em không làm được, bởi vì là mỗi lần em động tới con nó cứ hắt hủi, và em cảm thấy rằng mọi nỗ lực của em nó gần như là càng nỗ lực bao nhiêu thì con em càng hắt hủi bấy nhiêu. Nhưng đằng sau đấy thì ngược lại thì em lại không làm được. Và mỗi lần hai bố con xảy ra xung đột thì hầu như đêm nào em cũng mất ngủ. Vâng ạ. Hôm nay anh giải mã được rồi đúng không? Vâng, đến vậy lỗ thủng nào trong cái cây này? Chỗ này. Con của anh nằm đây. Anh phải gọi tên chính xác lỗ thủng của nó đã. Ban đầu hồi xưa thì kết luận là ở đây đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ kết luận ở đây hay là ở đây hay ở đây? Ở đây. À, ở đâu? Ngay góc của vợ chồng hay là ngay cách mà anh đối xử với mẹ hay là... Cách mà em đối xử với mẹ. À, cách đối xử với mẹ. Dạ, còn vâng. Góc vợ chồng thì sao? Anh đã từng làm cho chị ấy... À, góc vợ chồng thì là do lỗi của em làm vợ chồng em mất kết nối. Mất kết nối. Vâng, và làm tổn thương mẹ. À, mẹ nó nên ra là... À, mẹ nó đúng không? Dạ, mẹ nó tức vẫn ở số 3 chứ? Dạ. Tôi tưởng là mẹ. Ok. Thôi dành cho anh ấy tràng vỗ tay. Anh ấy gọi đúng chỗ rồi. Anh ấy gọi đúng nơi rồi đấy anh chị ạ. Anh chị nhá, đứa con nó đang bị ký ức ở ngay chỗ này này. Mẹ đã từng bị bố làm mất niềm tin và tổn thương ở trong cái nỗi đau đó. Thì bây giờ thì đứa con đó cũng có nội tâm số 9, nó kế thừa y chang như nội tâm của mẹ này. Được không ạ? À? Mà số 9 này thực sự là theo anh chị có bao dung lớn không? Nó đang phòng thủ như vậy bởi vì nó đang tha thứ cho anh ấy. Anh có hiểu ý không? Dạ vâng. Nhưng phải nó phòng thủ để nó ghét anh. Mà nó phòng thủ để anh không bị tái phạm một lần nữa. Vâng. Để anh không có bị sai. Dạ. Tức là cái trường năng lượng của con số 9 nó toát ra như vậy. Giống y chang như mẹ của con của anh ấy. Được không nào? Nên hai mẹ con đang kế thừa cùng một hạt giống. Tại sao cô ấy sinh ra cái đứa con có nội tâm như vậy? Cái trường năng lượng hạt giống nó chuyển tới con lúc nào rồi? Bây giờ thì đầu tiên thì anh đã gọi đúng tên rồi, thì bây giờ số 3 thì làm sao? Số 3 thì mình hãy âm thầm, anh hình dung không? Dạ. Vừa khiêm hạ vừa hành động nó tương ứng, thay vì mình phải dùng những lời để mình diễn giải. Vì số 3 là càng diễn giải thì nó càng gì ạ? Năng lượng của cái phần khẩu nghiệp nó lại tăng. Vâng. Nên anh phải dùng cái năng lượng của bên phần khiêm hạ và năng lượng của hành vi ở bên dưới, và anh cứ âm thầm anh làm. Đến lúc lọc đó số 9 nó sẽ cảm nhận. Được không nào? Vâng. Nhanh thì có thể là 1 tháng, 2 tháng. Đúng không? Lâu thì anh muốn bao nhiêu? Nếu mà lâu thì bao lâu em cũng làm được ạ. Bao lâu cũng làm được đúng không? Vâng. Thế đúng rồi. Con của mình là cả đời mà đúng không ạ? Vâng ạ. Rồi, cảm ơn anh. Còn gì nữa không ạ? Dạ thôi, em còn nhiều chia sẻ lắm, nhưng mà tôi để dành thời gian cho những người khác ạ. Rồi, ok. Chúc mừng anh chị. Được không ạ? Em kính chúc sức khỏe tới... hai bác đã thân sinh ra thầy và cô. Yeah. Chúc đại gia đình mạnh khỏe, sức khỏe và bình an ạ. Dạ vâng. Vâng. Rồi cảm ơn anh. Dạ, vâng. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Mai này em xấu đi thì anh có
em mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tìm mẹ. Lúc dân hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Từ đây em không còn khó, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau.